Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đình Ba Búa buổi tối ngày hôm nay nha các bạn. Hôm nay mình lên tiếp mấy cưa các bạn. Thì hôm nay chỉ lên một cây thôi các bạn, không có hai cây nữa đâu. Một cây thôi nha. Tại vì gần cũng gần hết rồi bạn, còn đâu có mấy chục cây nữa thôi các bạn. Là mình lên cũng tầm 2-3 video nữa là hết thôi. Tại vì đây cho bạn nhìn này, đó, còn ít thôi bạn à, còn nhiêu đây nữa thôi. Là mình lên tầm 2-3 video, còn hôm nay mình lên nhiêu đây nha. Thì cũng tầm mấy chục cây, hôm nay mình lên 40 mấy lô nha. Rồi thì mình lên xong mấy cưa, hết mấy cưa trong nhà là bắt đầu mình sẽ nghỉ nha các bạn. Nghỉ là nghỉ Tết luôn đó các bạn. Rồi thì hôm nay mình lên toàn một cây thôi. Thì có những cái con các bạn, mấy đứa nó giật hơi các bạn à. Là nó ho mấy cái luôn bạn, tức là nó nổ lên luôn bạn. Nhưng mà nó còn xăng thúi trong bên trong các bạn, nên nó không nổ được ngọt đâu. Các bạn giờ phải xúc rửa bình xăng đồ con lại, thay lọc nhớt, lọc xăng đồ các bạn. Đó nè, có mấy con là giật hơi nổ luôn. Như con này là nổ ngọt luôn nè bạn. Đó, con đó các bạn. Con đó là nổ ngọt luôn bạn, ngọt ngào luôn á. Con này nữa nè bạn. Nói chung là mấy đứa giật hơi có nhiều con nó nổ luôn mà. Nổ luôn á. Nhưng mà giờ các bạn xúc rửa sạch sẽ là nha. Thì tuy là mình bán một cây nhưng mà các bạn lưu ý nha. Hàng này là chưa có dọn, chưa xúc rửa vệ sinh, chưa có dọn rửa, hàng bên Nhật về sau mình bán vậy nha, không bung tháo máy gì hết nha các bạn. Hàng giờ sau mình bán vậy luôn. Bạn nào mà không chuyên môn về máy thì các bạn đừng có mua nha. Cái này mình bán cho những anh em mà chuyên môn, tức là những người mà người ta biết dọn máy cưa. Còn bạn nào chưa có biết dọn, không có chuyên môn á thì các bạn đừng có mua nha. Đó là mình nói trước nha các bạn. Rồi. Vô đi em. Thì máy này là mình bán là mình không có bảo hành, bao ship, bán thiếu nợ gì hết nha. Các bạn lưu ý trước khi mua hàng giúp mình. Rồi thì mình từ đây đến Tết thì cũng không bao nhiêu cây nữa các bạn. Mình lên cũng tầm 2-3 video nữa thôi là mình nghỉ rồi đó các bạn. Rồi, vô đi các bạn. Con đầu tiên đi. Con số 1 nha các bạn. Con này thì 1,2 triệu nha các bạn. Nó là hiệu gì đây? Bô mát các bạn, dúng hiệu cắt cỏ ta. Cái này là Tanaka nha các bạn, Made in Japan nè. Bô mát này các bạn. Rồi thì con này hơi hám ngon nha các bạn. 1,3 triệu đây, con số 1 bạn. Hơi con này chắc nịch các bạn nè. Hơi nè. À, nghe hơi nữa nè. Đó, thấy không? Hơi dữ lắm nha. Rồi, 1,3 triệu thôi. 2 ốc lam nha, con này nó dùng 2 ốc lam. Bô trắng đẹp nè, liền lạc ốc vàng nè. Mấy này là giờ các bạn thay vú bơm là nó nổ rồi các bạn. Thì bên mình sẽ cho các bạn vú bơm nha. Giờ các bạn thay nha các bạn. Rồi. Con số 1 nha các bạn, 1,2 triệu nha. 1,2 triệu nha các bạn. Thì tình trạng là mình thấy không có bởi vỡ gì đâu, nó dơ nè các bạn. Này chùi nó ra là nó đẹp để như ngày nào thôi các bạn. Đó. Thấy không? Em nó thà sồn phóng lên nhìn nó xấu chứ rửa mặt mọc nó ra là nhìn nó đẹp thôi. Thấy không? Rồi. Con số 1 nha các bạn, 1,2 triệu. Con số 2 nha các bạn. Con này thì 700 thôi. Con này thì giá 700 là bán, chủ yếu bán cây lam thôi các bạn. Cây lam tinh của nó này dài 4 tấc các bạn. Nè cây lam nó nè. Đó, cây lam tinh vip lắm nha các bạn. Bạn nhìn cái lớp thép của nó dày và cố luôn. Đâu, cây lam này vip nha. Con này nó mắc mỗi cây lam thôi các bạn. Các bạn nào không lấy cây lam, đỡ cây lam lại mình trừ cho các bạn 400 ngàn luôn. Thích thì đỡ cây lam lại trừ cho các bạn, lấy mỗi đầu máy trừ ra cho các bạn luôn. Đó, con này chủ yếu bán mỗi cây lam á. Đù, con này mất bô ri rồi nha các bạn. Ở này mai mấy đứa có bô ri không, tụi em mai cho. Rồi, con này nói chung là mai mấy đứa nó đóng hàng nó cho các bạn cái bô ri bãi nha. Bô ri Nhật bãi luôn. Rồi, 700 nha, con số 2 nha các bạn. 700, con này có cứng không tụi em? Không có cứng nha các bạn. Con này giật nó ra nhưng mà dây nó không thu vô thôi. Con số 2 700 ngàn. Rồi, qua em. Con số 3 các bạn. Con số 3 này là 1 triệu nha các bạn. Con này thì hơi dữ lắm bạn, nhưng mà nó bởi này nè. Đây các bạn nè, bởi miếng chỗ này các bạn để ý nha. Đó, bởi miếng này ổ giật á. Makita 33 ổ giật hình như có trợ lực sao? Giật thử có trợ lực không? Đúng rồi. Con này có trợ lực nha các bạn. Hơi chắc lắm nha. Rồi. 1 triệu các bạn, con số 3 nha. Thì bô trắng nè, ốc thì vàng nè các bạn. Đó, bô trắng đẹp. Công tắc đồ, công tiết đồ, nói chung là đẹp nha. Lam xích đồ, lam thì 4 tấc nha các bạn. Maki vú bơm nó nè, còn luôn nè. Ủa vú bơm lủng rồi. Cái này mai bên mình cho các bạn vú bơm nha. Giờ cái vú bơm này luôn. Vú bơm mới các bạn. Rồi, con này 1 triệu, con số 3 nha các bạn. Rồi, qua em. Con số 4 các bạn. Con này 1 triệu nha các bạn. 1 triệu nha. Rồi. Con này thì nó là Tanaka các bạn à, nó dơ thôi. Rửa ra mới các bạn nè. Dơ thôi nè, đó.
ốc yết đồ mất xích rồi nha, con này không có xích nha các bạn, 1 triệu bạn con số 4 nha, vú bơm còn luôn nè, bóp bơm bóp còn căng đó bạn, vú con này á, lọc gió này lê gió tự động nha các bạn, Tanaka dòng này các bạn, lê gió tự động nha, con này lũng vú rồi, đúng rồi con này lũng vú rồi bạn, mấy con này mai mấy đứa đóng hàng nó cho bạn vú bơm nha, lê gió tự động này, con này mất xích thôi nha, lam của nó là 4 tấc nha các bạn, lam bánh xe. Dòng này thì hơi nó dữ lắm bạn, dây giật của nó ồn rồi đây bạn, dây giật thì nó giật ra nhưng mà nó thu vô thì nó dây thiều bạn, dây thiều nó yếu đó, hơi dữ lắm nha. 1 triệu bạn con số 4 nha. Rồi qua em con số 5 bạn, cái này nó là 1 triệu 3 các bạn, echo này nó là echo 3001 nha các bạn, mini tay dài, dòng này nó dài sùng, nó dùng vú bơm này bạn nè, đó bạn, con này nó viết là nó mang trên mình cây lam thép bạn, lam Latin này, dài hơn 4 tấc luôn, cây lam thép là quý lắm nha, đó, rồi tay dài thì cho 3001, 2 ốc lam bạn, con này đó, 2 ốc lam nha, rồi 1 triệu 3 bạn, con số 5 nha, cây cho 3001, rồi chào qua em, con số 6 bạn, nổ luôn đó bạn, con này nó giật hơi nổ luôn bạn, nó còn xăng nhật bên trong luôn, nè, đó. Lam của nó này bạn, con này nổ luôn đó bạn, mà giờ biết giật nổ không? Ừ. Thử lại đó nha, hồi nãy giật hơi nổ đó bạn, đó, thấy không? Nổ đó bạn, thấy không? Nhưng mà giờ các bạn phải xúc rửa lại nha, tại vì cái xăng thúi xăng bên Nhật nó dơ rồi bạn, để lâu rồi, giờ các bạn xúc rửa bình xăng con rồi lại, nói chung vệ sinh sạch sẽ rồi lại bạn, dọn rửa lại. Con này mấy đứa giật hơi thử nổ luôn đó bạn, nó ho lên mấy tiếng các bạn. Nếu mà xăng vip xăng nhớt ngon lành là nó nổ ngon luôn bạn, tại cái xăng thúi là nó để lâu quá rồi nó. Rồi cái này là lam xích, nói chung là đẹp nha, con này đẹp đó bạn, ok 1 triệu 2 bạn con số 6 nha. Rồi lam xích nó đây, con số 7 bạn, con này là 381 bạn, con này cũng nổ luôn nè bạn, đó thì giật lên nó cũng ho mấy tiếng bạn, nó nổ rầm mấy tiếng bạn, mà cái xăng thúi bên mình không có cho nổ lâu bạn, sợ nó hư nòng thôi, tại vì cái xăng bên Nhật là nó để lâu các bạn, sợ cái nó không có nhớt á, nó thiếu nhớt các bạn, nên mình không có cho nổ lâu được, nó hư máy hư nòng bạn, xước nòng. Rồi 381 bạn, con này con số 7 nha, con này nó ho giật lên nó nổ mấy tiếng mà, ho mấy tiếng luôn, giờ các bạn xúc rửa bình xăng rồi lại đi là ngon lành. Thì 1 triệu 7 nha, con này là 381, lam của nó là lam lam tinh nha các bạn, lam thép này, mặt tiền em nó thì mình thấy đẹp nha, đây mặt tiền nó đỏ âu luôn các bạn, thấy không, chùi ra có cái khăn nào, cái khăn giống hôm qua em chùi dễ hơn cái khăn này, đẹp nha các bạn, thấy không, mặt tiền đã âu luôn. 381 con này thì tay cầm của nó mớp rồi bạn, giờ các bạn uống lại nha, cái tay cầm nó hơi mớp nè, giờ uống lại bạn. Rồi 381 1 triệu 7 nha, con số 7. Rồi qua đem con số 8 bạn, con này 500.000 nha các bạn, con số 8 này, con này bán sát nha các bạn, giờ các bạn lấy phụ tùng 283 này, này mình bán sát cho các bạn, giờ lấy phụ tùng tại vì nó cũng thiếu tay cầm này, thiếu tay cầm bạn, thiếu xích đồ, nói chung là nó thiếu tay cầm, còn cái chỗ này nó thiếu gì nữa mình chả biết bạn, thôi bán đại cho các bạn 500, giờ lấy đồ nha, đó 500.000 thôi, số 8 này, bởi ống giật các bạn, đó ống giật bởi đó, rồi giờ lấy lóc lấy gì lấy nha, bởi chỗ này các bạn, giật có cứng không em, con này đủ đâu cứng đâu, con này bán sát các bạn mà nhưng mà hơi ngon này, đó đùa hơi ngon lắm bạn, lấy được bộ nòng nữa bạn, con này 500 nha. Rồi qua đêm con số 9 bạn, con này 1 triệu 2 nha, con này đứt dây giật rồi bạn, không có dây giật nha, đó các bạn lưu ý nha, con số 9 này là 1 triệu 2, nó là Komatsu Ribi máy của Komatsu bạn, 1 ốc lam này. Rồi con này 1 triệu 2 nha các bạn, lam của nó là lam 3 tấc nha, đó bạn lam 3 tấc, mặt tiền nó đây các bạn, đó vú bơm thì rách rồi bạn nè, vú bơm này đó, này mai mình cho, nói chung là bữa nay là cứ con nào mình cũng cho các bạn vú bơm hết nha, tại vì mình mới mua vú bơm rồi, rẻ lắm bạn. Rồi 1 triệu 2 nha các bạn. Rồi qua đây số 9, con số 10 các bạn, 800.000 nha, con này 800 thôi đây bạn, 800.000 con số 10 này, đẹp lắm bạn, nhưng mà con này nó bức cái gì ra, nãy bức gì tụi em, nãy tụi em báo bức gì không, đâu bức gì đâu,
nó lỏng ốc thôi các bạn, chứ đâu bứt gì đâu, đúng không em? À, con này nó không có bứt gì đâu các bạn, nó lỏng ốc thôi. Giờ các bạn siết ốc lại thôi, nó lỏng ốc thôi các bạn. Rồi thì con này nó là Estin 015 bạn, mặt tiền của nó này các bạn mới ken luôn rồi, chùi ra nè, mặt tiền mới đó mà đẹp nha. Rồi lam xích của nó là gần 4 tấc nha các bạn, lam bánh xe nha, con này lam bánh xe các bạn, đẹp đó các bạn. Estin này con này rửa chùi rửa ra là bao đẹp luôn, mới các bạn đó, chùi nó ra là bao mới luôn. Cái khăn này giới chùi nè đó. Đó rồi số 1800 rồi, kéo qua em. Con số 11 bạn, con này nó phải nói với bạn nó đẹp mộng mơ luôn bạn, nghiêng nước nghiêng bờ rào nghiêng thành thì nhưng mà cứng à, nè cứng các bạn, đúng là em nó đẹp nhưng mà không ngờ nó cứng luôn bạn. Con này giá thị trường của nó hơn 2 triệu luôn bạn, 2 triệu luôn á, 305 nè, xin qua nó cứng mẹ rồi, nên mình bán sát cho bạn giờ làm phụ tùng nha. Mặt tiền em nó nè bạn đẹp lắm nha, lam con này nó là lam thép luôn bạn, lam 4 tấc thép nè, gần 4 tấc các bạn. 1,3 triệu nha, giá sát các bạn, cứng nha, cứng nha các bạn, bạn lưu ý nha, chứ con này không cứng thì không có giá 1,3 triệu đâu, giá nó phải trên 1,8 triệu bạn, tại vì nó đẹp quá luôn mà, không có điểm nào để chơi con này luôn mà, nó đẹp giả man luôn nè, thấy không? Chùi đến đâu là đẹp đến đó bạn, mình mà chùi chỗ nào là nó đẹp chỗ đó. Rồi bạn, con số 11,3 triệu rồi qua đi em. Số 12 bạn, con này thì nó gãy nè bạn, nó gãy tay cầm mà nè. Bạn nào có con giống này giờ mua giờ các bạn là sàn đồ qua nè. Cái con này hơi của nó nghe đã lắm bạn, giật hơi cho bạn nghe nè. Đó, nghe hơi nha, nghe cho kỹ nha. Đó, cười không? Con này phải nói bạn giật mà mới anh nào chưa ăn cơm mà giật con này đó, lòi cơm luôn ạ. Đó, giật con này là thôi rồi luôn á. Hơi chắc lắm nha. Mặt tiền của nó các bạn mới ken luôn. Đó bạn nhìn nè, thấy không? Chẳng tin luôn bạn. Chưa đâu các bạn nhìn trên video thấy vậy tưởng nó xấu đúng không? Đây mình chùi ra cho các bạn nhìn nè, đó nó đẹp giả man lắm bạn, nó mới ken luôn chứ không có xấu đâu bạn. Nhiều khi các bạn nhìn trên video tưởng nó xấu bạn, nhưng mà chùi nó ra cho các bạn nhìn nè nha. Đó bạn thấy không, mình không thể nào chùi hết con máy bạn, chắc mình quay video tới mai luôn á. Chùi thôi, chùi cho các bạn giờ các bạn đỡ rửa. Đó bạn thấy không, mới lắm nha. Con này phải nói bạn nè, đây cho các bạn chứng kiến luôn, còn nhìn đừng có nhìn mặt mà bắt tầm vong nha các bạn. Ra đường mà các bạn thấy những ông mà lùi xùi á, mấy ông đó đại gia á bạn, đừng có nhìn mặt bắt tầm vong. Mấy ông mà ăn mặc đóng thùng á, mấy thằng đó nghèo á bạn. Rồi, thấy không, các bạn thấy chùi ra không? Đó không, mà nó mới ken luôn. Đó nên ở đời nên là đừng có nhìn mặt bắt tầm vong là vậy các bạn. Mấy thằng lùi xùi á, mấy thằng đó đại gia á bạn. Mấy vậy, mấy cắt cỏ, mấy cưa cũng vậy bạn, mấy thằng lùi xùi nó lại ngon. Kỳ vậy. Rồi, thì cái con này các bạn à, lam của nó là lam bánh xe 4 tấc nha, 1,5 triệu bạn, số 12 nha. Thì tình trạng con này nó, nếu mà con này nó đầy đủ của bạn thì mình bán với 2 triệu mấy lượng bạn, nhưng mà nó bị mất cái nắp này nè, cái gãy tay cầm. Bạn nào mà có con giống này giờ làm phụ tùng nha. Đó, số 12 mà. Rồi qua đi em. Số 13 mà, con dốt Sudan đó bạn, nè tên nó nè bạn. Đó, Yon Sode gì đây tên nó đó bạn. Con này thì 1 triệu thôi bạn. Lam con này là lam 4 tấc, lam bánh xe nha các bạn. Đó, mặt tiền con này thì nó chạy trụ theo năm tháng bạn. Giống như mấy em mà hết thời mà đi đứng đường bạn, nó chạy trụ nhìn như mo trâu đó các bạn nhìn. Đó. Rồi. Con này thì hai ốc lam nha các bạn. Được cái em này nó không bởi nha các bạn, nó đủ đồ nó không bị bởi nè. Đó, dốt Sudan. Cái gì ta thiếu chỗ này, hình như thiếu cái tay thắng bạn đó, chỗ này nha các bạn, thiếu tay thắng này. Đùa con này lấy gió tự động luôn bạn nè, bóp bung vô này bạn thấy không đó. Rồi 1 triệu, số 13 nha. Rồi qua em. Ủa con này lúc nãy nổ luôn đúng không em? Số 14 nha các bạn, con này nổ các bạn à, con này nổ luôn nha các bạn, nãy giật hơi nổ luôn á, giật lại thử nổ mới cha nữa, giật lại thử nha các bạn. Con này nổ các bạn à, nãy mấy đứa giật hơi báo mình nổ luôn nè. Giật giùm anh cái đồng. Đó bạn, nổ luôn nha. Bạn thấy không? Nhưng mà vú bơm lủng à. Nè bạn, vú bơm lủng rồi nè. Nè bạn thấy không? Đó, lủng rồi. Này mai mình cho bạn vú bơm nha, vú bơm khác. Thì con này nó là turbo. Hiệu nó là Shinowa bạn, động cơ của nó là turbo này bạn thấy không?
Công nghệ turbo, turbo các bạn. Này số sơ sơ nó đây, chùi ra này các bạn. Số nó là EA2037S các bạn, máy in Japan các bạn. Đó, lam con này là lam bánh xe mà nó có lớp tinh này bạn, này nó lam bánh xe mà nó có thêm lớp thép bạn, lam bánh xe nha, 4 tấc turbo ổ giật trợ lực nha. Con này nó bởi chỗ này tí nha bạn, nó bởi cái nắp gió bạn, cái nắp gió này nè, nó bởi mẻ miếng đây nè. Đó, bạn nào có nắp gió này giờ bỏ vô 2 ống lam bô nồng nó trắng này, nổ luôn đó bạn, nổ luôn đó nha. Mặt tiền em nó đẹp bạn, chưa có bị chạy trụ luôn. Đó, con 14 bạn, 1.9 triệu nha. Còn xăng Nhật bên trong luôn bạn, nổ luôn. Mấy con mà còn xăng Nhật bên trong là hầu như là nổ ổ giật là trợ lực các bạn. Đó, trợ lực nha. Nổ luôn đó bạn, nói chung là nổ luôn á. Giờ các bạn xúc rửa bình xăng con là ngon thôi. 1.9 triệu nha, số 14 bạn. Đó. Số 15 bạn. Con này 1.8 triệu nha các bạn. Con này cũng nổ luôn nè các bạn, mà đẹp giả mang luôn nè. Đây bạn thấy vô không? Chùi ra cái mất hồn liền. Bạn thấy không? Chùi nó ra cái là đẹp gì đâu luôn bạn. Đó, thấy không? Mới lắm nha. Cái này mình chùi nó ra là các bạn ghiền liền. Đó, đẹp lắm nha. Chùi chỗ này nữa nè bạn. Con này Shiwa 360 các bạn. Tay cầm của nó chùi nó ra nè. Mặt tiền nó đây. Đây mặt tiền của nó nè, bạn thấy không? Chùi nó ra cho các bạn xem hết hồn chưa? Đó, hết hồn chưa? Mới lắm nha. Rồi con này cũng nổ nè các bạn. Giờ nói chung là nó nổ theo kiểu là nó còn xăng Nhật bên trong. Bên mình là không có tháo gì nữa nha, chỉ là nó còn xăng Nhật là mình giật lên là nó nổ, là mình báo nó nổ, nó có nghĩa là nó ho giống như khạc đờm bạn. Nó ho 2-3 cái vậy các bạn. Thì các bạn giờ các bạn xúc rửa bình xăng con rồi lại nha. Rồi. Lam xích đầy đủ nha các bạn. Nè, lam thì nó dài khoảng gần 4 tấc các bạn. Thì cái này nó mất cái lò xo bạn, này nó xìu xuống này bạn. Không phải mất lò xo còn nha bạn, nhưng mà nó rớt ra các bạn, giờ các bạn gắn lại nha. Đó. Rồi con này là 1.8 triệu số 15 nha các bạn, Shiwa 360 các bạn. Đó. Shiwa 360 con này mới lắm bạn, đẹp ốc rồi, đẹp lắm. Rồi, cho qua số 15. Số 16 bạn, 1.3 triệu nha. Con này là G36AV các bạn. Thì lam con này nó là lam lam tinh nha các bạn, lam thép dài gần 4 tấc nha các bạn. Đó. Mặt tiền con nó thì cũng hơi chày trụ một tí thôi. Này. Đây bạn, mặt tiền nó này hơi dày chuồng tí thôi, tem bận đồ nói chung là ok. Komatsu Geno các bạn, G36 AV nha. Đây đỏ này. Rồi con số 16 bạn, 1.3 triệu nha các bạn. Con này nó mất cái thắng tay các bạn, mất chỗ này nè. Đây bạn, hình như cái này là cái dòng này nó không có thắng tay ra, nó mất cái đỡ tay thôi, đúng rồi. Cái đời này nó không có thắng tay đâu bạn, nó mất cái đỡ tay ngay đây. Rồi 1.3 triệu bạn, kéo qua số 16. Số 17 bạn, con này thì 1 triệu thôi, bán sát nha. Con này đáng lý nó 1.5 triệu lượng bạn, 362 nè. Nè bạn, 362 nha, chứ không phải 3432 đâu đâu. Thì con này là nó gãy cái này nè, bán sát cho bạn giờ làm phụ tùng. Nó gãy này các bạn, đó. Rồi. Gãy này nha. Thì con này nó là lam của nó là lam Latin nha các bạn, đó. Nhựa các bạn, nhựa nhôm ta. Con này đủ, con này bằng nhôm nha các bạn. Nhôm á, mặt tiền đẹp nha. Đây đó, mặt tiền mới keng các bạn. Đỡ âu luôn. Rồi hiệu nó là Giang Ma, đẹp bạn. Con này thì bao mới cho các bạn luôn. Giờ bạn bạn nào có cái tay cầm con này nó bị gãy các bạn, con này không gãy tay cầm mình bán cũng được 1.5 triệu các bạn. Đó, đỡ âu này, gãy tay cầm nha. Con số 17 bạn, 1 triệu thôi. Nồng nó nè, đẹp lắm nha, hơi hám ok bạn. Mấy này nó không có cứng đâu. Rồi, lam xích đầy đủ. Rồi, một số 17 bạn, 1 triệu nha. Bởi, nói chung nó bởi cái tay cầm rồi bạn nè. Tay cầm là nó đi từ dưới này lên luôn nè bạn, qua bên này luôn. Đó. Rồi, số 17, qua em. Số 18 bạn, một con Hoboclip nha. Con này thì 600 ngàn. Thì bạn nào mà đổi cây lam lại thì mình trừ cho các bạn 400 nha. Đó, vậy thôi. Có nghĩa là các bạn nào mà không lấy cây lam bạn bán cho các bạn con này 200 thôi. Nên là trừ cho bạn 400 á. Thiệt nha các bạn, chứ không mình không đùa đâu. Số 18 bạn, 600 ngàn. Đây, cây lam của nó đây bạn. Là cây lam nó 400 rồi các bạn. Rồi, số 18, kéo qua đây em.
Bạn nào không lấy cây lam thì mình tính 200 nha. Đó vậy thôi. Số 19 bạn, con này thì 1 triệu nha các bạn. Con này nó là 360 bạn. Con này VIP nè. Mới ken là đó, rửa ra mới lắm nha. Các bạn giờ rửa ra đi chứ mình không có chùi hết được con máy đâu. Rồi thì lam của nó là lam 4 tấc, gần 4 tấc bạn. Còn xí nữa là 4 tấc nè. Mặt tiền của nó cũng đẹp bạn. Đó, mặt tiền nó nè. Đó, mặt tiền mới nha. Đẹp. Ribi số 19 là 1 triệu bạn. Cái này nó mất cái tay, cái chỗ này gọi là cái bảo vệ tay bạn đó. Rồi, số này là 360 nha các bạn. Nó số lớn bạn, 360. Hai ốc lam nha, lam tinh luôn. Con này lam tinh nha các bạn. Hơi thì con này hơi dữ các bạn. 1 triệu nha, số 19 qua đêm. Số 20 các bạn. Con này 1 triệu tư đây. 1 triệu tư nha các bạn. Này nó là vơi 3.400 các bạn. Ốc lam của nó là lam 4 tấc nha. Đây, chùi nó ra là nó mới đâu bạn. À, đẹp nha các bạn. Con này nó còn săn nhớt bên trong luôn mà. Mấy con này giờ các bạn dọn là nổ luôn nha. Nói chung mấy con quỷ này là giờ hầu như là giờ dọn là nó nổ luôn mà. Con này mất cái khó lam nha các bạn. Hai ốc lam nè, nồng đứng nè. Con này hình như gió tự động thôi. Không phải, con này không phải gió tự động nha các bạn. Lê gió bình thường thôi. Con này nó là 3.400 các bạn. Đâu rồi, vơi 3.400 đây các bạn. Nè, vơi nó là vơi 3.400 nha các bạn. Số nó nè. Đó, vơi 3.400. Rồi, con này 1 triệu tư nha. Số 20 nha các bạn. 1 triệu tư. Hai ốc lam. Rồi, kéo qua em số 20. Số 21 bạn. Con này 1 triệu 2 nha. Các bạn biết vì sao mà con này nó mắc hơn một khi không? Con này 1 triệu 2 không? Đây, Makita. Nhìn lóc nó đây bạn. Này, lóc nhôm nha. Lóc dập nó có miếng nhôm này bạn. Dập ngay đây nè. Mấy con mà nó có miếng nhôm dập ở đây nè bạn. Nè, thấy không? Maden Gelini. Đó, đây là hàng nội địa nó luôn các bạn. Tức là hàng nội địa Đức luôn mà. Các bạn thấy không? Makita. Đẹp bạn, con này liền nha. Cái lam của nó chưa chóc sơn luôn. Con này VIP nha các bạn. Lam chưa chóc sơn luôn á. Đẹp. Đây, chùi cho các bạn xem này. Đó, đẹp lắm bạn. Rồi, con này đúng hàng Đức luôn bạn. Mặt tiền nó nè. Đó, rồi 1 triệu 2 nha các bạn. Lam thằng này nó là lam lam bánh xe các bạn à. Dài gần 4 tấc nha. Rồi, 1 triệu 2 số 21. Số 22 các bạn. Con này 800 nữa các bạn. Con này là Echo 302 nha các bạn. Thì lam con này là lam thép nha các bạn. Đó, 800 ngàn. Con này nó thiếu gì ta? Đây bạn, nó thiếu cái chỗ này nè. Đó, 800 ngàn nha. Đây, mặt này đẹp nha các bạn. Rồi, con này là số 22 các bạn, 800 ngàn. Nó chỉ thiếu cái chỗ này thôi các bạn. Còn lại là nó dơ. Chỗ này thì nó bởi tí các bạn nè. Bởi tí cái này nè. Nứt tí này các bạn, thấy không? 800 ngàn nha. Đó. Rồi, số 23 các bạn, 1 triệu rưỡi nha. Con này nó là Huabana các bạn. Huabana 45 nha các bạn. Nó là Huabana 45. Con này đặc biệt nữa bạn. Cây lam của nó là lam tinh luôn bạn. Dài hơn 4 tấc luôn. Lam thép bạn. Đó, lam đẹp lắm nha. Lam con này đẹp lắm bạn. Đó, dài hơn 4 tấc. Bình xăng con này là bằng nhựa bạn này. Đó, bình xăng bằng nhựa nha. Rồi, Huna 45 nha các bạn. Nồng con này chắc nồng chắc tầm 40 ly các bạn. Thì 2 ốc lam nha các bạn. Rồi đây, biết nó cho đây các bạn, nó tặng kèm theo là so này các bạn. Nó dính trong này nè các bạn. Hàng giờ đó nó nằm vậy á. Rồi, 1 triệu rưỡi nha các bạn. Số 23. 23 nha, con này thì liền các bạn. Tem bận nó nè. Còn nguyên luôn nè. Đây, tem nó nè các bạn. Đó, hàng này nó hàng nó ghi chữ Nhật không bạn. Hàng Thụy Điển nhưng mà nó xuất sang Nhật sau á. Nên là nó ghi toàn chữ Nhật thôi. Chỗ nào nó dập lóc, chỗ nào đâu không thấy ta nữa. Huabana 45. Không thấy nó dập lóc chỗ nào hết bạn. Rồi, con này 1 triệu rưỡi nha. Qua đây, số 23. Số 24 bạn. Con này nó mất cái nắp này rồi nha các bạn.
Quỷ này bữa mình chơi mấy con nào cũng mất cái nắp này hả bạn, mà hầu như mất cái nắp này luôn nè. Đó, cái nắp gió bạn. Con này hơi dữ lắm bạn, hơi nó nè. Bạn nghe nè. Đó, hơi dữ lắm. Kinh lắm nha. 031 bạn. Đó. 031 900.000 số 24 bạn. Lam con này nó là lam thép bạn, dài 5 tấc nha. Lam bự bạn, xích bự. Rồi, số 24 này là 900.000 bạn. Estin 031. Dòng này bây giờ nó có bán đi sơ độ rồi bạn. Các bạn mua sơ giờ ráp vô thôi. Dòng này đó bạn. Ngày xưa mình làm dòng này rồi. Nổ đã đó bạn, nhưng mà ngày xưa nó chưa có sơ bạn, độ chích đi mẹ luôn. Bây giờ có các bạn, bây giờ các bạn làm mấy cưa sướng hơn thời của những anh em đi trước các bạn. Thời bây giờ các bạn làm đúng sướng luôn. Nè, ủ con này nó dơ các bạn ơi, nó dơ thôi chứ không phải nó xấu bạn. Nè, đó mình chùi ra cho bạn xem nha. Đó, đùa mà nó dơ thôi các bạn à, thấy không? Rửa ra là bao đẹp nha. Đẹp lắm bạn. Rồi. Số 24 900.000 nha các bạn. Kéo qua. Số 25 bạn nổ. Ủa con này nổ luôn á tụi em. Rồi mình thử các bạn, mấy đứa nó báo nổ nè. Đó, đùa nổ thiệt ông nội ơi. Không phải kéo ga mới nổ được bạn, mình có một tay à. Đó bạn, săn thúi đừng cho nổ lâu bạn, nổ lâu lúp bơi á, sức nồng hết á. Con này làm 4 tấc nha các bạn. Đó, còn săn nhật mấy đứa nó giật hơi là nổ đó bạn. Rồi, 1.2 triệu nha các bạn, số 25 này. 1.2 triệu nha, con này còn săn nhật luôn, giật hơi nổ luôn. Con này nó mất cái đỡ tay bạn, cái chỗ này nè. Đó, cái chỗ thường nó nhỏ cản này, đỡ tay lại nè. Rồi, số 25 nha các bạn. Rồi, con này thì tình trạng không có bởi vỡ gì nha. Bên Nhật nãy giờ là còn xăng Nhật giật hơi nổ luôn. Chưa có tháo hay là bung rửa, xúc rửa bình xăng gì hết nha. Các bạn giờ phải làm lại nha các bạn, chứ không phải thấy nó nổ à. Giờ là các bạn phải xúc rửa bình xăng con rồi lại. Nói chung phải xúc rửa sạch sẽ lại, bạn tắm rửa lại bạn. Rồi cho em nó lên giường nằm chờ sẵn bạn. Rồi, số 25, 1.2 triệu, kéo qua em. Số 26 bạn, con này nó là Hubana 42 bạn. Đây, Hu 42 nha. Số nó đây bạn. Đây, Hu 42. Đó. Thì con này giá thị trường nó tầm 2 triệu bạn, nhưng mà mình đang bán cho bạn nửa giá thôi. Con này nó không có cứng đâu bạn. Nó tuột chó bạn, nhưng mà mình lấy đồ mình xay bên trong bạn, qua lăng xay luôn được nha, nó không có bị cứng nha các bạn. Thì các bạn giờ làm phụ tùng nha, mình bán nửa giá cho bạn 1 triệu thôi. Số 26 này mất cái lam nha các bạn. Đó. Giờ các bạn làm phụ tùng nha. Con này thì bình xăng nhựa các bạn, nó dơ thôi các bạn à. Con này nó dơ kinh khủng luôn á, nó dơ nè. Đó. Rồi, giờ các bạn làm phụ tùng thôi. Hoặc là các bạn làm nổ cũng được thôi. Nói chung là nó chỉ mất cái lam thôi các bạn. Đồ đạc thì liền không có bởi vỡ gì luôn. Nó chỉ mất cái thắng tay nữa nè. Đó, với mẻ miếng cái này các bạn đó. Giờ các bạn làm phụ tùng, hoặc làm sát hoặc là dọn nổ gì cũng được. Thì nó, con này không có cứng đâu bạn, chỉ tuột chó này. Đó, số 26 bạn, 1 triệu. Số 27 bạn, con này nó đẹp giả mang luôn bạn. Này. Mà nó thiếu mẹ nó cái bình xăng con các bạn, với nắp trên này. Đây bạn. Đó. Té địch luôn mà. Con số 2 này là 1 triệu 3 nha các bạn, số 27. Thì nó mất mỗi cái này đó bạn này. Cho bạn nhìn bít tông luôn. Đù quá, bê tông trắng tinh bạn, nồng sáng gương, nồng sáng tinh. Móc bình sáng con mà. Đù nè, bê tông trắng tinh nè. Đây mình chùi ra cho các bạn xem nè. Đó, đẹp lắm nha. Thấy không? Đẹp mới keng luôn mà. Má uống này luôn, con này nó móc cái nắp này dưới bình sáng con mà. Nào nó lụt mẹ rồi. 1 triệu 3 nha các bạn. Thấy không? Chùi ra cho các bạn xem. Làm xích của nó nè. Con này phải nói với bạn luôn, nó mà đầy đủ đồ mình bán mấy 2 triệu hơn luôn con này á. Lam xích đầy đủ nha. Rồi lam này là lam tinh nha các bạn. Rồi số 27 kéo qua em, 1 triệu 3. Số 28 các bạn. Con này thì 400 nữa bạn, bán sát cho bạn luôn nha. Con này nó không có cứng đâu. Nó chỉ là mất cây lam, thiếu lam với bên Nhật nó gắn cái bồ nó như con cù của con bò các bạn à. Nó thòng lòng, có nhìn này. Bạn nhìn này, đó. Đấy không? Như cái đùm giái của con trâu nhà mình bạn, nó lòng thòng. Nhìn ra tin không? 400.000 số 28 bạn. Thôi nè, đúng không?
Thì con này đẹp nha các bạn, không có xấu gì đâu, đồ liên lạc đủ đồ, chứ mà chỉ là bên Nhật nó gắn mỗi cái bô gớm ầm thôi, mất cái lam nha các bạn. Nó gắn cái bô này này, bạn nhìn này, thấy không? Mà nó gắn cái bô thì cái này, thấy không? Rồi. 3 lấy 2 nha, nghe cho 3 lấy 2. Rồi, 400.000 số 28. Đó, nứt này nha, bên này mình bán sát rồi. Giờ các bạn làm phụ tùng hoặc là làm gì làm. Số 28 nha. Rồi, kéo qua em. Số 29 bạn, con này 600 bán sát luôn nè. Con này thì cứng đó tụi em. Ủa đâu cứng đâu. Hơi nộ. Ủa dây giật trắng tinh bạn, hơi chắc nịch à. Ủa con này không có cứng bạn. Nghĩa là đâu. À gãy bạn, gãy tay cầm. Gãy tay cầm nha, con này giờ các bạn làm phụ tùng thôi. Hơi con này chắc nịch bạn, còn mới nè, đẹp. Hơi chắc nịch luôn bạn. Rồi giờ các bạn làm phụ tùng nha. 600.000 bạn, nữ giá nha bạn, số 29 nha. Là nữ giá đó bạn. Đó. Giờ các bạn làm phụ tùng nha. Rồi lam xích đầy đủ các bạn. Thì có 600.000 thôi mà hơi chắc nịch là dây giật trắng tinh nè. Gãy tay cầm nha các bạn. Rồi qua em số 29. Số 30 bạn. Con này nổ luôn nè các bạn. Con này nổ nè các bạn. Nhưng mà nó kẹt ga bạn. Kẹt ga rồi. Tức là cái ga của nó đang ở ga cuối. Ga gọi là ga cuối bạn. Nó hết ga luôn. Nó rú hết ga luôn bạn. Mấy đứa giật lên phát mất hồn luôn bạn. Nổ rú lên luôn bạn. Mà không có hạ ga được đó các bạn nè. Giờ các bạn tháo ra các bạn cho dầu mỡ đồ kiểm tra xúc rửa bình xăng lại nha. Nó kẹt ga rồi các bạn. Vậy là mình nghĩ bên Nhật nó bị kẹt ga, nó quăng bãi nè. Nó kẹt ga các bạn à, tức là nó nổ ga lớn các bạn, nó không có hạ ga được. Là không có giảm ga được các bạn nè. Nè bóp ga à, đúng rồi cái này bóp ga nó không có tăng giảm được luôn. Vậy là con này nó kẹt dây ga các bạn à. Kẹt dây ga mấy đứa nó không biết nè. Con này kẹt dây ga nha các bạn. Đó. Nổ luôn đó các bạn, con này nổ luôn á nha. Nó kẹt dây ga rồi. Giờ các bạn xúc rửa kiểm tra cái đường ga dây ga lại nha các bạn. Rồi, 1.9 nha, số 30 nó là Silua 381. Lam con này là lam Latin bạn nè. Lam thép, đù cái lam còn mới ken bạn, lam giải nhiệt luôn. Má con này vip bạn ơi. Đù cái chữ Silua còn nguyên si luôn bạn, xích còn nguyên si luôn nè. Lam giải nhiệt mà lam tinh nữa bạn. Thì mặt tiền nó vip các bạn. Nè, mặt tiền đó nè. Chưa chày luôn. Này là Silua 381, đẹp nha, con này thì đẹp rồi. Mới đỏ Âu các bạn. Nè. Đó. Nổ luôn nha các bạn, số 30 nè, mặt bên này nè, ốc vàng khe các bạn. Đó, có xả ấp luôn nha, con này á. Tay cầm luôn nè. Rồi, con này 1.9 nha các bạn, số 30. Rồi qua. Số 31 bạn cứng nha. Cứng các bạn, nó giật mà đứt dây giật luôn nha các bạn. Mấy đứa này nó trâu bò thiệt. Nè các bạn, nó giật mà sao mà dây giật đứt luôn à. Nó rặn mà muốn lòi chữ là chỉ luôn bạn. Rồi thì con này nó cứng nè, với lại lam của nó thì rỉ rồi, nhưng mà lấy bộ đa lam này là lam thép bạn lấy lại được. Nè, dạng giờ ngâm dầu lấy được nha. Bộ lam này vip bạn. Đó. Con này là G35AV các bạn. Loại này nó giá làng nó 1.3 bạn cứng à, thì các bạn giờ lấy gì lấy nha. Nói chung lấy bộ lam không là 400 rồi bạn, còn cái đầu này thì nó giống như mình bán mình cho bạn rồi. Rồi con này là 500, số 31 rồi, kéo qua đi em. Số 32 các bạn. Con này 1.5 triệu bạn, con này cũng nổ luôn nè các bạn. Đó, nổ luôn nha. Tức là mấy đứa nó còn sang Nhật bên trong là giật hơi là nó nổ luôn đó bạn. Con này thì nó bởi chỗ này nè. Đây bạn, bởi chỗ này nha các bạn. Đó. Rồi. Tuy nó nổ nhưng mà giờ các bạn phải xúc rửa bình xăng con rồi lại bạn, nó mới nổ chân chu được. Rồi. Rồi lọc xăng. Rồi con này lam thép nha các bạn. Lam thép nó còn dày lắm bạn, lam đẹp cái chữ kêu rít còn luôn này. Đó. Con này thì có 1.5 triệu thôi, nó là vơi 3.700 nha. Nó bị bởi cái chỗ này là cái nắp. Nắp gió bạn, nắp gió bị bởi rồi nha các bạn, lủng chỗ này nè. Con này mà cái nắp gió này không bởi chắc mình bán phải 1.9 triệu luôn bạn. Con này nó nổ luôn đó bạn. Rồi. Con này giờ các bạn xúc rửa bình xăng là nó nổ ngon luôn bạn. Tại vì mấy đứa giật hơi là nó ho lên luôn bạn, nó nổ lên luôn. Nhưng mà xăng Nhật là mình không có cho nó nổ lâu bạn. Sợ nó, tại vì xăng thúi bạn, xăng để lâu bạn, nhiều khi nó khô, cái nhớt của nó khô hoặc là nhớt nó bị chết bạn. Mình nếu mà để rí ra lâu là nó bị xước nồng đó bạn, nguy hiểm. Xước nồng nha các bạn. Giờ các bạn đổ cái xăng thúi ra đi nha các bạn. Các bạn đừng có đợi cái xăng thúi, cái xăng Nhật mà các bạn đổ là hư nồng đó. Rồi, 1.5 triệu bạn, số 32 nha, kéo qua đi em.
số 33. Con này 1,9 triệu nha bạn, con này cũng nổ luôn nè. Ngày cái lô máy mình dời hôm bữa bạn, toàn là mấy con máy còn sang Nhật không bạn, không hiểu sao cái nguồn hàng này nó dời toàn là máy nào nó cũng còn sang bên trong bạn, hầu như là giật nó nổ hết luôn bạn, kỳ lạ với bạn, giật hơi bạn. Tại vì trước khi lên video là mình cho mấy đứa em nhà mình nó đi giật hơi kiểm tra hết bạn, để báo cho bạn con nào tụt hơi hoặc con nào cứng đồ là mình báo cho bạn để các bạn biết các bạn mua nha. Thì mấy con này là mấy đứa nó giật hơi là nổ đó bạn. Cái dòng cái đời này nó không có vú bơm nha các bạn, nó chỉ xài le gió này bạn, này le gió này thôi đó. Con này nó giật hơi nổ luôn đó bạn, nhưng mà giờ các bạn phải kiểm tra lại cái đường le gió này bạn, này nó kẹt ga rồi, tức là con này nó kẹt ga rồi bạn, kéo le ra nó bung vô này bạn, thấy không, nó kẹt dây ga. Chắc mình nghĩ nó nè, ga nó nhẹ, bóp nó nhẹ bạn, nó kẹt cái dây ga rồi, tức là nó không có nè bạn, dây ga nó không kéo. Chắc mình nghĩ bên Nhật nó bị kẹt ga dây ga nên nó giục này đó bạn, nó giục bãi bạn, tức là nó lên ga lớn bạn, nó không ga nhỏ được. Rồi giờ bạn tháo ra kiểm tra là nha, con này chịu chín nha bạn, số 33, con này vip đó bạn, con này nó bởi bởi mẹ lóc rồi, bởi chỗ này rồi nè, bức chỗ này rồi bạn, chết mẹ rồi. Thôi thôi, hạ giá đi em, hạ liền ngay lập tức. Con này hạ cho các bạn 1,3 triệu, hạ 300 đi em, 1,6 triệu thôi. Nước lóc rồi bạn, mấy đứa nó kiểm tra không kỹ bạn không thấy, giờ quay video mới thấy nè. Rồi bớt cho bạn 300 nha, con này còn 1,6 triệu là số 33 này. Để bà chỗ này thì không ảnh hưởng đâu bạn, chỗ này là để giữ cái nắp này lại thôi này, nó không ảnh hưởng vô máy đâu nha. Rồi 25 nha các bạn, xin gu. Rồi số 33 kéo qua em. Số 34 bạn, con này 1,000,000 nha các bạn, này nó là Echo 302 bạn, đúng rồi, Echo 302 nha. Rồi con này thì lam của nó là lam tinh nha các bạn, lam thép. Rồi này nó không, nó mất khó làm nha các bạn, này nó không có mất khó làm rồi. Mình như cái thằng này nó không có khó làm đúng không tụi em, để từ từ để mình đăng lớp lại bộ não của mình, bạn nhớ cái con này nó không có khó làm mà ta. Không biết các bạn con này, các bạn nào chuyên làm dòng này nói nha, chứ con này hình như nó mất khó làm hay là nó không có khó làm các bạn nè. Cái chỗ này nè bạn, đó thường là chắc thằng này nó không có khó làm đó bạn. Thì con này mình thấy tình trạng nó đẹp bạn, mới ken tủ đồ này, liền lạc không bởi vỡ chỗ nào nha. Rồi 1,000,000 bạn, số 34 kéo qua em. Số 35 bạn, con này thì nó là Estin 020 nha các bạn. Lam nó là lam thép bạn này. Lam thép nha. Con này thì 800 thôi, lam thép. Bởi chỗ này nha các bạn, này. Cái nắp này bởi nha các bạn, nắp bô bạn, nắp bô bởi rồi. Rồi 800.000. Đó, con này 800.000 nha các bạn, số 35. Chùi nó ra coi. Đù mới đó bạn, mới lắm nha. Đó, màu trắng của nó là trắng ngọc trinh các bạn, trắng này là trắng ngọc trinh đó. Rồi số 35 800.000 bạn, 020. Rồi qua đi em. Số 36 bạn. Trời ơi con này đúng là lọ lem luôn bạn, nhìn như con trâu sình luôn. Con này nó mới đi tắm bùn dời nè các bạn. Con này số này là số 36 bạn. Số 36 nha, 300.000 nha các bạn. Con này có cứng không tụi em? Không có cứng đâu bạn, con này nó chỉ là mất gãy tay cầm thôi. Nó không có cứng nha, như con trâu sình các bạn. Chùi nó ra coi, đù đúng là thiệt. Đừng nên nhìn mặt bắt tầm giòn các bạn. Trời, thấy không, chùi nó ra mới lắm các bạn. Đúng không, giống như mấy anh đại gia các bạn, mấy nhìn ta lùi xùi vậy chứ. Mày nhiều ông trong túi tiền không bạn, hơn mấy thằng đóng thùng đó bạn, mang giày á, đơn giản đâu. Rồi con này là 300.000 nha các bạn, số 36 bạn à. Thì nó không có cứng các bạn, tình trạng thì thiếu đồ thôi, thiếu đồ nha các bạn, bán như hiện trạng video các bạn lưu ý nha. Bởi nè, ốp này bởi nè bạn, thấy không. Rồi kéo qua em, số 36 là 300.000. Số 37 bạn, con này thì 500.000 nha, con này cứng á tụi em, mà đâu cứng đâu mà sao rẻ ta. À con này không có cứng nha các bạn, G320 bạn. Con này bô đẹp bạn, bởi nè. À bởi áo bô bạn nè. Bô thì mới bạn. Đó. Bởi áo bô nha. Không lỡ nó bởi là bẻ cho nó bởi luôn bạn. Đó nè. Đó bởi áo bô. Này là G320 RB nè, ốc. Đù mới lắm bạn, chùi nó ra là các bạn nhìn nè. Đó thấy không? Chùi nó ra là. Con này tình trạng nó thiếu đồ với bởi áo bô với
bức cao su bạn này, bức cao su mặt tiền nó đẹp nha. Đó bạn, mặt tiền đẹp này. Rồi 500.000 số 37 kéo qua em. Số 38 bạn, con này thì 800.000 nha. Con này nó là G35AV ấy bạn. Thì con này thì lam của nó là lam thép nha các bạn, dài gần 4 tấc này. Mặt tiền thì hơi chày chùa các bạn này. Rồi. Số 38 này thì 800.000, liền lạc thôi nha các bạn. Thấy cũng liền lạc này, không có bởi này, tay cầm đồ đầy đủ các bạn. Rồi. À bởi chỗ này các bạn này. Đây đây đây, bởi nứt chỗ này các bạn. Cái nắp này là nắp giật hoàn chứ không phải nắp lơ ngoài cái lóc nữa đâu. Nè nứt này nha. Rồi G35AV nha. Lỗ này nó tầm 1.3 đó bạn, nhưng mà nó nứt chỗ này nè. Nên là bên mình lùi cho các bạn 500.000 con này rồi đó, là còn 800 nha. Số 38 bạn. Rồi. Số 39 các bạn. Con này 1.2 thôi. Echo mini. Tay mini tay dài nha. Con này nó là 3.200 các bạn ạ. Đó 3.200 này. Đẹp nha, con này đẹp đó các bạn. Chùi nó ra phải nói với bạn này. Đó, chùi nó em nó ra là bạn nhìn đẹp gớm không? Đó. Lam con này nó lam tinh luôn, ghê không? Lam thép này các bạn. Đó mini mà lam thép mới ghê các bạn. Rồi. Ủa giật thằng này nó có trợ lực đó bạn. Này. Đó hơi dữ lắm nha, có trợ lực luôn. Đù hai ống lam luôn các bạn. Đó bô thì trắng nè các bạn. Hai ống lam luôn. Con này VIP đó các bạn, mini. Mini tay dài. Lam tinh hai ống lam. Đù này ổ giật trợ lực nữa chứ. Này đọc các bạn, được á. Đù lê gió tự động luôn. Đó con này VIP các bạn. Được. Đó lê gió tự động luôn nè. Ủa sao dây giật bây giờ nó thu vô rồi, hồi nãy nó không thu vô, giờ nó vô rồi nè. Đó. Rồi. 3.200 nha, Echo 3.200. Rồi, con này 1.200 đó, số 39 kéo qua. Số 40 các bạn. Đó mấy con mà lem lút gì các bạn là mình xin khẳng định với các bạn luôn, mấy con lem lút gì á 99% bạn hầu như là mấy ngon các bạn. Nhìn nè, đó, thấy chưa các bạn thấy không? Nên là đừng có nhìn mặt mà bắt tầm vong nha các bạn. Đây mình chùi thêm phát nữa các bạn nhìn nè. Đó thấy chưa, thấy chưa. Đó các bạn thấy không. Trời ơi nó mới giá mang luôn bạn. Nhìn nè. Đó các bạn không nên là nhìn mặt bắt tầm vong nha các bạn. Đó các bạn thấy chưa, ghê chưa. Đó hàng đến ba búa mình dời mình không có chùi ra nên là các bạn cứ tưởng là nó xấu các bạn. Chứ thật ra giờ rửa ra đẹp lắm nha các bạn. Mà tiền em nó nè. Đó rồi nó dằn. Trời nó dằn âu luôn. 1.200 bạn, con này đẹp giá mang luôn các bạn. Ủa cái bô nó trắng lắm nha các bạn. Giờ các bạn rửa ra nó còn đẹp nữa. Nói chung là con này giờ các bạn rửa ra nó còn đẹp nữa các bạn. Cái này là mình mới chùi sơ thôi. Số 40 nha các bạn. Nó là G320, lam của nó là lam 4 tấc. Bánh xe nha. Rồi kéo qua em. Số 41 bạn. Con này nổ luôn nha các bạn. Nhưng mà nó chỉ là nó ho vài tiếng thôi bạn. Là nó tắt nha. Giờ các bạn xúc rửa bình xăng lại. Mấy đứa nó giật hơi lên là nó ho mấy tiếng nữa các bạn. Là nó tắt nó còn xăng nhật luôn á bạn. Nó ho mấy tiếng luôn. Nó ngạt đường xăng nữa bạn, chắc vậy á. Rồi con này là 1.600 bạn, đẹp đỏ âu luôn. Nó là Sidoa 300S các bạn. Lam con này là 3 tấc nha, lam 3 tấc này. Con này giá 1.600 bạn, số 41 này. Còn xăng nhật luôn bạn, giật hơi lên là nó ho mấy tiếng luôn. Nó ho nó khạc đờm đó bạn, kiểu như nó giống như khạc đờm á. Đù lam con này nó ốc này bạn, vàng khe luôn các bạn nhìn nè, thấy không? Quý nha. Rồi, con này là 1.600 nhưng mà số 41 nồng đứng Sinua. Rồi kéo qua. Số 42 các bạn, con này 1.200 nha các bạn. 1.200. Con này đẹp bạn, đỏ âu luôn nè. Đó, bồ trắng nè bạn thấy không? Này nó là Tanaka 290 nha. Lam con này là lam 3 tấc hơn các bạn, lam hơn 3 tấc các bạn nè. Đó, làm bánh xe thôi các bạn, chứ không phải làm thép đâu. Làm bánh xe nha, mini tay cục. Rồi. Hai ống lam nha các bạn, con này cũng hai ống lam luôn nè, thấy không? Vàng khe nè các bạn. Bô trắng nè. 1.200 số 42 bạn. Rồi kéo qua. Số 43 bạn, con này thì có 450 thôi các bạn. Con này hơi chắc nịch các bạn, hơi đã lắm. Con này khả năng của nó là 90% đó các bạn, hơi nè. Bạn nghe hơi nè. Đó, mà có 450 thôi các bạn. Số 43 nha. Thì con này giá là mình bán sát các bạn. Giờ các bạn làm phụ tùng hoặc là tháo lấy đồ lấy gì lấy nha. Nồng đứng luôn. Mẻ miếng cho đây các bạn. Đó.
450 nha bạn, số 43. Cái này bứt cái chân ốc nha bạn. Này. À, không bứt đâu bạn, giờ các bạn siết lại nha. Đây, tháo ốc này ra và siết vô lại nha các bạn. Ừ, siết nó lại. Đó, siết giữ nó lại nha. Đó, chỗ này nè. Chỗ này nó có một cái cao su bạn, siết giữ nó lại. Rồi 450 nha bạn, số 43 rồi. Số 44 mà con này 1 triệu nha các bạn. Con này là 304 các bạn. Đây. Các bạn nhìn này nha, nhìn này nha. Nhìn này nha. Đó, thấy không? Đó, đẹp lắm nha các bạn. Nè, đó, mình chùi nó ra các bạn nhìn đó, đẹp lắm. Mới lắm nha. Nói chung là chùi nó ra mới các bạn, con này á. Rồi. Mặt tiền của nó thì hơi chạy các bạn. Lam con này là lam bánh xe nha các bạn, gần 4 tấc các bạn. Con này giá 1 triệu các bạn, số 44 nó là Echo 304 nha các bạn. Đây. 304 các bạn. Đó. Hơi con này thì chắc nịch các bạn, cái dòng này hơi nó nghe đảo lắm. Rồi, 1 triệu các bạn, số 44 qua đem. Số 45 bạn, con này nó là 393 nha các bạn. Con này nổ luôn bạn, mà nổ là nổ chạy ngon luôn bạn, nó còn xăng nhựt bên trong luôn á. Đó. Đây các bạn, mình cho bạn nghe nó này. Đó bạn thấy không? Ý là mình không lên ga luôn bạn. Không thèm lên ga luôn, giờ lên ga này. Đó. Đó. Rồi, con này thì không có dám nổ nhiều bạn, tại vì nó còn xăng nhựt bên trong, là xăng nhựt nó thúi bạn. Nên là sợ nó nổ là nó hư nòng các bạn. Nên khè lên thôi. Rồi, thì con này là giá của nó là 2 triệu 6 nha các bạn. Shirua này là 398 nha các bạn. Dòng này giá thị trường của nó 3 triệu đó bạn. Dòng 398 này nè. Bữa mình bán rẻ quá, anh em chửi mình đó bạn. Mấy anh em đại lý ông chửi mình, tại mình không biết giá bạn. Nên anh em thông cảm nha. Nhiều anh em đại lý ông chửi mình bạn. Rồi, 398 bạn. Thì con này là số 45 bạn, 2 triệu 6 bạn. Nổ nha. Quýp nha các bạn, con này thì đỏ âu luôn, 398 này. Dòng này là dòng máy lớn các bạn, bự, to, đẹp, liền lạc nha, không có bởi vỡ các bạn, còn xăng luôn. Con này nó còn xăng nhật bên trong luôn các bạn. Lam con này là lam bánh xe dài 4 tấc nha các bạn. Rồi số 45 mà 2 triệu 6 qua đêm. Con tàu xúc nhật này thấy vậy mà nổ luôn các bạn, còn xăng luôn. Con này đó các bạn, còn xăng mà nổ luôn các bạn. Bà mẹ nó giật nổ luôn à, giật cái là nó nổ luôn bạn, không cần cái thứ hai luôn á. Con này á, tàu xúc nhật các bạn. Không? Mà vui thiệt chứ. Đúng là bán mấy cưa, cái lô này giờ vui lắm bạn, toàn là mấy đứa nó đổ, nó đóng hàng bạn, nó đổ ra được mấy hai mười mấy lít xăng các bạn, xăng nhật á. Nó đổ nó gom lại bạn, mười mấy lít á. Trời ơi, xăng quá trời luôn bạn, phải nói cái lô này các bạn, giờ toàn là xăng không à. Không hiểu sao luôn bạn, hình như bên Nhật mẹ nó nghỉ cưa gỗ sau nó đem nó bãi nó dục sau á, mình nghĩ vậy các bạn. Hầu như là toàn là mấy con nào nấy còn xăng nhật nổ mà. Rồi thì ốc ác của nó này các bạn, đẹp nha. Con này tàu xúc nhật, các bạn lưu ý nha, tàu xúc nhật đó. Con này 1 triệu bạn, số 46 rồi. Từ từ em quay mặt bên này đó, nòng của nó thì khỏi nói rồi, nhìn này đó, đẹp nha. Rồi 1 triệu bạn, số 46 kéo qua. Số 47 bạn, con này 500 nha. Ồ sao rẻ ta. Cứng không em? Cứng hả? Phải cứng không? À con này không có cứng á bạn. Nó chỉ là bởi nè. Và nhìn kỹ nha, ổ giật của nó nó bị cấn tí thôi bạn, không ảnh hưởng gì đâu. Cấn tí nè. Chứ ốc rỉ nè bạn, ốc nó rỉ nè. Nói chung là nó rỉ bạn, nó rỉ rồi. Với cái lam của nó bị đây bạn. Cái lam nó bị cong rồi các bạn, cái lam cong rồi nha, dưới nó rỉ rồi. Dưới không cứng nha các bạn lưu ý, không cứng, bô thì nó rỉ luôn rồi nè. Đó. Rồi. Nhưng mà áo đẹp bạn, này áo đẹp nha. Các bạn thấy không? Đỏ âu nè, thấy không? Đẹp nha. Rồi 500.000 bạn, con này không cứng nha. Con này các bạn khả năng dọn lên nổ là được luôn các bạn. 500.000 thôi. Đầy đủ liên lạc nè. Để cầm đồ còn ngon nè bạn, nó chỉ rỉ rồi, lam thì ấy rồi thôi. Rồi số 47. Qua đi. Số 48 bạn, con này 1 triệu 3 nha các bạn. Con này sao 3 ta, 3 số 10 mà ta. Cứng đó em. Bởi chỗ nào đâu, con này bởi chỗ nào em. À bởi chỗ này các bạn. Này. Đây các bạn,
con này nó bởi chỗ này các bạn đó, với lại mất cái khó lam đó, mất khó lam với bởi đó thôi. Nhưng mà con này được cái cây lam, mà cây lam con này là lam tinh nha, dài 4 tấc hơn luôn. Thì con này nó bởi này các bạn này, nó bởi này, nó xấu bạn, nên mình bán rẻ luôn chứ nó không có cứng nha bạn, 3 số 10 bạn. Dòng này nó tới 1,7-1,8 triệu cây đó bạn, hơi nè. Rồi con này thì nó bởi áo bởi nha bạn, bởi chỗ này nè đó bạn, như mất khó lam đi thôi. Còn cây lam của nó là lam thép 4 tấc các bạn. Rồi 48,3 triệu. Rồi tiếp em 49 bạn, con này 900 nha. Con này thì vỏ nó hơi xuống màu và hơi bạc màu thôi, hơi thì chắc nịch bạn, con này hơi chắc lắm. Con này nó là 310 nha. Maru nó là G bạn này, G300 nha. Làm xích nó này. Lỗ này 1,2 triệu lượng mà, nhưng mà áo nó bạc màu rồi nên tính cho bạn 900 thôi. Komatsu G300 đó bạn, 310, hơi chắc lắm mà. Mấy con áo bạc màu là hơi, công nhận con nào nãy hơi chắc lắm bạn. Bên Nhật kiểu nên nó dục bãi thôi, chứ nó cũng chưa có dùng máy, nó dục bãi lâu ngày quá bạn, kiểu vậy. Con này thì lam của nó là lam thép nha các bạn. Đây, lam thép nha, bạn thấy không? Đó, mất xích rồi. 900.000, 49 nha các bạn. Đó, mẻ cái này nha các bạn thấy không? Đó. Rồi 900.000, 49 kéo ra. Số 50 các bạn. Con này nổ luôn đó các bạn, nổ luôn nha. Mà đẹp nữa bạn, con này đẹp dở mang luôn. Đây chùi cho bạn coi. Đó, vừa nổ mà vừa đẹp nữa bạn. Đó, bạn thấy không? Đó âu luôn. Chùi ra cho bạn xem. Thấy không? Đó âu luôn. Mặt tiền của nó này các bạn nhìn mà không mơ luôn bạn, nó đỏ chói luôn bạn. Chưa chày miếng nào luôn. Đó bạn thấy không? Đỏ âu luôn, đẹp dã man luôn bạn. Đủ cái lam thép luôn bạn. Lam mất xích rồi nhưng mà lam thép này vip bạn, này cái lam của nó này. Đó. 3 số 1 Echo các bạn. Echo 3 số 1 nha. Đời này nó xài vú bơm mà. Này vú bơm này. Này ốc lam nó này, 2 ốc lam nha. Này mất mẹ ốc à. Đó. Bô nó này. Bô này là bô nhụm đen các bạn chứ không phải nó đen đâu. Bô nhụm đen nha. Con này nó còn sang Nhật giật lên nó nổ luôn đó bạn. Nổ luôn. Bên trong nó nổ luôn mà. Rồi, 1,7 triệu số 50 các bạn. Này nó ghi nổ luôn nè bạn, 1,7 triệu nha. 3 số 1 con này nét nẹt nẹt luôn bạn, đẹp. Đẹp dã man luôn bạn. Này, đó âu luôn á. Rồi. Số 50 kéo qua đi. Số 51 bạn, con này 1,9 triệu. Con này nổ nè bạn, con này hồi nãy mình giật bạn. Con này nãy mình giật hơi nè. Đó, nên là mình không ghi nè. Con này nổ đó bạn, nổ luôn nha. Nhưng mà nó chỉ ho một tiếng thôi bạn. Nãy mình giật lên là nó còn xăng, nó ho một tiếng, 2-3 tiếng thôi. Nói chung là nó nổ lên được giống như khạc đờm mấy tiếng thôi bạn. Rồi nó tắt rồi. Nó còn xăng bên trong đó bạn. Giờ các bạn xúc rửa rồi lại nha. Thì con này nó là Silua các bạn. 421042 nha các bạn. Nè. Đó bạn. 1042 là nó 42 sơ sơ các bạn. Nồng của nó 40 ly. Rồi đó. Ổ giật trợ lực nha các bạn. Đó bạn thấy không? Ổ giật trợ lực. Lê gió tự động nha. Nè, lê gió nè. Bạn thấy không? Đó, vũ bơm nữa nè. Nè, bóp lên xăng nè bạn thấy không? Còn xăng Nhật bên trong nè. Đó, bóp lên xăng luôn. Con này nổ luôn đó bạn. Giờ bạn xúc rửa bình xăng con lại thôi. Rồi. Thì lam nó là lam thép nha các bạn. Con này là lam thép 4 tấc. Này, lam thép nha. 1042 nha các bạn. Rồi, số này là 1,9 triệu và số 51. Số 51 nha. Con này nó chỉ là nổ ho lên mấy tiếng thôi bạn, rồi nó ngợp xăng nó tắt thôi bạn. Kiểu như nó nãy mình kéo e bạn, mình giật thử các bạn nó nổ luôn. Thì nó ngợp xăng nó tắt các bạn. Giờ các bạn xúc rửa bình xăng con rồi lại nha. Đó, rồi 1,9 triệu nha các bạn. Số 51. Số 52 bạn, cứng. Cứng nha các bạn, vơi 3,5 triệu bạn, cứng. Con này giờ 1,000,000 bạn. Giờ bạn kiểm tra lấy đồ, tháo lấy phụ tùng. Lam con này là lam thép nha các bạn, dài 4 tấc, gần 4 tấc này. Vơi 3,5 triệu này. Lỗ này nó tới 1,7 triệu lần bạn, nhưng mà nó cứng nè. Bán cho bạn 1,000,000 lấy phụ tùng cứng nha các bạn. Đó. Số 52 các bạn. Vơi 3,5 triệu nha. Với bởi này nè các bạn, này nứt này lủng lỗ này, đó. Số 52. Giờ các bạn lấy gì lấy nha. Lam thép bạn, bộ lam này không năm xị rồi bạn, thấy không? Đó, rồi các bạn cái đầu này các bạn lấy gì lấy. Rồi. Số 52 là 1,000,000 là hết rồi. Rồi các bạn mua hàng thì liên hệ cho thư ký Quách Thị Đào giúp mình nha. Số điện thoại bên dưới tiêu đề nha các bạn.
Rồi xin Đinh Ba Búa mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ rất là nhiều bạn trong một năm vừa qua nha. Thì mình bán hết mấy cưa là bắt đầu mình nghỉ Tết nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.